Rồi, trận đấu bắt đầu. Ván đầu tiên. Việt Idol phá. Ván này là ván số 5. Chạm 15. Ừ. Siêu đại kinh điển luôn. Thôi bỏ mẹ rồi. Mẹ tí nó đang phát nó bắt nó dừng lại cơ. Thế với nhọ dính mẹ cái nhạc bản quyền này rồi. Bắt đầu luôn rồi anh em nhá, ván đầu tiên. Anh em có đây rồi, có. Phát phá. Ông A Bằng á. Mình đây. Lôi. Công nghệ va ngay hả? Rồi, chúng ta cùng chờ trận đại chiến giữa hai idol. Đây là idol Giang A Báo. Ván này thì idol Giang A Báo chấp Việt Hải Dương. Ván này số 5, ván số 5, ván số 6 luân phiên. Luân phiên số 5, số 6 chứ không phải là phá luân phiên. Thắng phá nhưng mà là số 5, số 6 là luân phiên, hiểu chưa? Ván số 5, ván số 6. Ui giời ơi, một pha rút áp phê để cắm kéo để điều 5 lắc lồ của anh. Có, nhưng mà chỉ có LG2 thôi. Mẹ LG2 là Giang A Báo dùng ngon như thế, bao người dùng không dùng. Vô cái thằng dở. Rồi, cơ hội trao lại cho anh. Việt Hải Dương. Anh này, ván này chỉ ăn đến số 5 thôi. Ván số 5, ván số 6. Anh em nhá. Anh em bổ tôi quả xẻ nhá. Quá khứ và anh bổ quả xẻ cho ông bạn này. Cho rực rỡ cổ vũ cho hai idol đây. Một pha truyền bóng khá là lộ liễu của anh Việt Hải Dương. Cơ hội trả lại cho anh Giàng Á Báo. Hai idol là một cơ thủ được xếp hạng vitamin D là anh Giàng Á Báo gặp anh vitamin E Việt Hải Dương. Ai chà. Kéo tận chân công trình luôn, khá quá nhở, hay quá nhở, bão lai của Vũ Idol anh em ơi. Ôi hơi nhẹ rồi, nhẹ quá. Không được. Ồ, bỏ mẹ sao lại mạng lỗi này.
mạng mạng kiểu Tây Ban Nha. Chết rồi. Rồi. Anh Hoàng Phú Thọ thì hôm nay đã bị bận đi công tác, thành ra là anh không tham dự được cái trận giao lưu này. Thì anh Hiếu Nhân Đồng đã ra đòn, và anh Hiếu Nhân Đồng đã giành chiến thắng cho anh Việt Hải Dương, và anh Việt Hải Dương vẫn rất là ham giao lưu, và anh quyết định ra kèo luôn với cả idol Giàng A Báo. Thành ra cái trận chiến này nó phải nói là quá hấp dẫn, hai idol của giới trẻ luôn hiện nay. Hay quá nhờ, một pha phá đúng là như lâm xung giáo đầu, à phá cân cân rất là dũng mãnh luôn của idol, anh quá tự tin. 1-0. Anh đây đấy, cái kèo đúng như thế đấy. Hàng thằng nào báo hạng D. Ok, ở đây ngày nào nó chả chơi, bao nhiêu ngày nào chả phang. Đấy, đang ván số 5, ván số 6 đây. Đồng cơ. Không, đồng banh. Anh ạ à mày, vua lộp Việt Nam. Hay quá rồi, phá phá phải nói là dũng mãnh luôn của idol Việt ấy. Và đây ván số 6 nhá. Khả năng là A Báo sẽ là nơi trút giận cho anh Việt khi game trước anh Việt bị anh Hiếu Nhãn Đồng anh dã cho như dã cua. Học đây, học cái sắp lịch chi tiết vào. Nhưng mà có học không? Học cái đóng lệ phí trước đi nhá, không tránh trường hợp các ông lại bùng. Ok. Trận đấu giữa hai idol luôn. Em ngồi thằng đây đấy. Để cho anh em vào đánh nhé. Không được.
Nguyễn Văn Hùng, bạn inbox cho mình hoặc alo cho mình nhá. Bạn inbox hoặc là alo số hotline 0844047777. Số đấy cũng là số Zalo luôn. Khá quá nhở. Như vậy là anh Việt Hải ra ở Dương bắt đầu tự tin hơn rồi. Lừng lương một ông hạng D, một đánh với ông hạng E trình độ kém thì cứ lên xe là phóng thôi. Nghiệp dư mà. Đấy, nhìn với cái cách nhấp gậy phải nói là rất phong cách của idol. Ui ok. Ok. Có đấy một chấm dư mỏng. Ra hình rồi, 3 bóng nữa thôi. Liệu anh giành báo có đi hết không? Anh em chúng ta cùng chờ ra cái pha xử lý của anh giành báo. Ấy chà. Sêu cua luôn. Quá hoàng dại luôn. Ok. Lời luôn một bà chạy đạn phải nói là thế giới chỉ chạy đạn được đến thế thôi, cạn đời luôn idol. Có vẻ như mới vào đầu trận thì anh già Nga Báo vẫn chưa lấy được tay. Chạy đạn cái chui tọt lỗ luôn. Chết cười với idol. Giàng A Báo kiểu đánh kiểu Tây Môn Khánh. Không phải Lâm Sung nữa mà đánh đúng kiểu Tây Môn Khánh. Ván này số 5 nhá. Một thanh niên nhấp vọt. Ấy khá quá nhờ. Dò gà luôn, đàng hoàng thật.
Anh này ván này chỉ đánh số 5 thôi. Có vẻ như idol Việt Hải Dương quyết chút giận vào Giàng A Bảo rồi. Quả anh dũng mãnh luôn. Hay quá nhỉ. 3-0 cho anh Việt Hải Dương. Ván tiếp theo. Ván tiếp theo số 6 nhá. Ván số 5, ván số 6. Giang A Báo chấp kèo này cũng hơi mạo hiểm. Số 5, số 6 mà trong khi là hạng chỉ chênh nhau có một hạng. Ai da, hình gì đây? Ô, con hai bị nhốt vào kia rồi. 2882 thì cũng khó điều hai. Vừa xuống à? Hả? Tướng quá rồi. Trương Đắc Linh chưa nói trước điều gì em ơi. Trái bóng tròn. Ghi hết vào bàn này cho anh. Mang cả mấy chai nước suối ở đây. Giữ cái hộp cẩn thận còn được để đựng ngọn đấy. Giữ cái hộp cẩn thận còn để đựng ngọn đấy. Là đánh đồng cơ nhưng mà báo chấp Việt ván số 5, ván số 6. Như ván này thì ui rồi tí nữa thì đuôi. Ván này thì anh Việt chỉ phải đánh đến số 6 thôi. Ây da. Điều hoang dại quá nhở. Đấy mang hai chai suối cho bàn kia. Hay quá nhờ, mặc dù điều hơi luyên thuyên nhưng anh ánh vẫn chính xác. Không cần phải điều. Con đường nó phang. Hay quá nhờ. Giang A Báo bắt đầu biểu diễn rồi. Ta là Giang A Báo đấy. Úi giời. Sàng xê lắp đít luôn kìa. Thôi, đi rồi. Hay quá. 1-3. Một ba cho Giang A Báo. Quá hay. Ván tiếp theo Việt đánh số 5.
một ba cho ai idol Giàng A Báo, một núi đánh cực kỳ là hoang dại luôn. Rồi ồ, còn một hơi khó anh em ạ. Viễn Quang Thắng giả lãng đãng công tử là vận động viên chuyên nghiệp, còn anh Giàng A Báo này được xếp hạng vitamin D thôi, chênh nhau 5 hạng. Hay quá nhở. Còn một đúng là phong cách của Giàng A Báo luôn, cứ còn đường là anh lên xe là anh phóng luôn, cứ lên xe là phóng đã. Ôi đánh như thế nhỉ ông nhỉ, xem nó mới sướng. Xem nhưng mà cứ ngắm ngắm vuốt vuốt tính toán rồi mất thời gian lắm. Ồ nhẹ rồi, nhẹ 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 rồi. Ai da, ai da. Cứ có đường là anh phóng đấy. Anh định làm gì đây? Ai da, một pha chế đạn khá là sinh viên luôn của anh Giàng A Báo. Cứ đuổi là được, tính sau. Quá hay luôn. Đúng đấy. Âu đi. Tôi vừa ngoảnh đi phát đã 23 rồi. Thế ván này là ván số 6. Đang à báo bắt đầu phóng thì đừng hỏi luôn. Mình vừa quay ra đã 23 rồi. Sợ thật. Đúng là idol luôn. Ui ơi. Ê, chính xác. Thôi đánh xong nay ông bảo về thôi. Cả nói gì. Hay quá nha, một pha chạy đạn cực kỳ già dặn luôn của anh Việt Hải Dương.
Điều lỗi rồi, con này ra má cân rồi. Cân 6 à? Không được, gần được luôn. Con này đánh hơi mạnh, bị dòng. Cơ hội trả lại cho giành nhà báo rồi, nhưng thế bi hơi khó. Ây da, rất chiến thuật luôn. Ôi, phơi hàng rồi. Xong xe, tỷ số là 4-2 cho anh Việt Hải Dương. Và tiếp theo số 5. Lê Quốc Long. Đúng rồi, anh em mấy anh em hạng nghiệp dư này là cứ lên xe là phóng này. Sao phải nghĩ. Hay quá nhở, điều ra được B2 rồi. Ok, Lê Quốc Long, anh Giàng A Báo này thì quá nổi tiếng trong giới bia bia phủi rồi, nó đánh hoang dại bậc nhất Việt Nam. Anh Báo này cũng hơi liều mạng khi chấp idol Việt Hải Dương số 5 số 6. Ấy chà, ngọt ngào thế nhở. Rất mềm mại. Cứ lên xe là phóng đã. Bồi lơ vào. Hay quá. Có chết đó hơi nhẹ rồi. Hai bi. Ây da, rất kinh nghiệm luôn nhỉ. Thần tượng của idol của đứa trẻ. Ôi, quá nhanh gọn và hồn nhiên. Anh gãy lúc 3 phát hết bản. Ba bốn, ván tiếp theo thì là số 6.
Rồi, tiếp tục là ván của anh Giàng A Báo. Idol nó đánh thì đừng hỏi luôn. Ui, phá kìa. Tất cả cút ra. Ôi thôi, chết rồi. Con một này hình như lại bị mất đường rồi. Ê, không để xem idol có đi được chấm không. Idol Giàng A Báo thì nuôi đánh hoang dại nhất Việt Nam rồi. Một pha chuyền bóng khá là lộ liễu của anh Giàng A Báo. Anh mặc áo xanh là anh Việt Hải Dương. Còn anh mặc áo trắng là anh Giàng A Báo. Chuẩn luôn Khoa Bùi. Trận đấy thì nó lại là siêu siêu kinh khủng. Sơn Sói, anh Giàng A Báo thì xếp hạng D nhá, vitamin D. Chào Lê Tất Thành, chào tất cả anh em. Rồi. Đây là anh Việt Hải Dương, đừng có đùa với cả idol. Thì Nguyễn Đức Minh mình về Hà Nội lâu rồi. Xong giải cái mình có mặt ở Hà Nội ngay. Không biết con má em bốn không, không biết con má em bốn không anh em ạ. Không được. Tòi mông rồi. Điều con 4 ra má bị sượng, hơi phọt, hơi mạnh, bị mất ma ăn khó. Rồi tiếp tục đến màn trình diễn của idol Giàng A Báo. Rồi, đúng một chiếc xe gọi là ở quê tôi gọi là xe công lông đấy. Gần như là không có phanh luôn, riêng Giàng A Báo là cứ phóng thôi, không cần phải phanh. Ba bóng nữa thôi. Ây da. Hay quá nhỉ. Hay. Ok. Điều rất hồn nhiên luôn. Bố đều cho tàng áo báo. Đang ra động họ. Thông mấy tuần này. Không, không ra đây nữa, ra đây tiếp khách 2 hôm. Bẻo đang mệt. Trong Vinh ra đã mệt để đi tiếp khách 2 hôm kìa.
tàu đây gốc. Ôi chết luôn bi hai rồi, à chết luôn bi một rồi, ông bốn nốt kia khó rồi. Ván tiếp theo số 5 nhá. Bốn đều. Ván này số 5. Hả? Này à? Hợp lệ. 9 chạy ngược, 9 chạy ngược. 9 chạy lên ngược thì mới là lỗi. 9 chạy ngược. Ok anh Mo. Anh dành ra báo gọi là idol của giới trẻ mà. Anh phóng như một chiếc công lông không có phanh. Trận đấu này có thể ngang tài ngang sức đây giữa hai idol. Ok ạ. Một pha cần chiến thuật của anh Việt Hải Dương. Dương Duy Cường, quả đấy không cần phải nhìn, con đấy chỉ cần nhìn con chín chạy như thế nào thôi. Ừ. Anh Quảng anh thầu hết đấy còn đâu. Khắc thế cho nó cẩn thận. Con này rất đơn giản, chỉ cần điều 4 ra 5 là xong. Bởi vì ván này anh Việt Hải Dương đánh số 5 thôi. Ôi. Hay quá nhờ, Bùi Quang Hải. Sơn lại bảo cái đầu bờ ở đây là như nào ấy. Đấy có hơn 500 anh em xem ấy, bỏ cái đầu bờ. Rồi, 5-4 cho Việt Hải Dương. Ván tiếp theo số 6. Năm bốn cho Việt Hải Dương. Kèo này tôi nghĩ là rất là căng, rất là áp lực. Chúng ta cùng xem idol phá. Anh ạ, anh lấy gậy đánh anh phá luôn. Ui rồi thì thế giới chỉ phá thế này thôi, phá điều một là cửa lỗ luôn, hợp lệ luôn. Anh Mo Ray Tu 15 là game chạm 15 anh 15 vâng ạ. Tâm thử phá đây xem có vào việc không. Một pha chạy đạn phải nói rất hay của anh Dành Ngao Báo. Đùi hư hự rồi. Ừ.
Chào nói anh Đức Kinh ơi. Minh Phong là anh Molly đấy. Rồi, cơ hội trao lại cho anh Dành Nga Báo thôi. Ok nhá. Laptop nhá. Ây da, mềm như bún kìa. Ôi, ôi, ôi. Ui dồi ôi, không biết là còn đường không. Còn đường thì quá hay luôn. Và điều chân lực. Ây da, áo băng kìa. Ôi, anh nhàn như không. Áo băng của anh áo băng như đi chợ. Ây da. Ui rồi áp về cả hay quá mình ơi. Hay tật Dành Nga Báo. Oánh như chỗ không người luôn. Tôi nghĩ rằng thế giới chỉ đến thế này thôi. Cái côn băng vào. Côn băng vào. Cho nó. Ây da. Ui. Làm đều. Ôi, cạn cạn lời của ai thanh niên này rồi. Ôi. Cả thế này vào sao nhiều fan hâm mộ nhất Việt Nam luôn. Nhiều fan hâm mộ nhất Việt Nam. Bùi Quang Hải, ông ấy ở đây hàng bao nhiêu tuyển quốc gia ngồi xung quanh đi xem bao nhiêu người ở đây camera còn có cả còn có cả công nghệ xem lại đi xem lại camera đây này con. Và tiếp theo số 5, lỗi, ông cũng là, không biết là ông có biết chơi bia không? Và đánh và nói là đi vào huyền thoại luôn của anh Giàng Áo Báo, nó đánh đi vào lòng người luôn, hay thật. Lâm đều. Vâng, một pha chạy an toàn rất phong cách của anh Dành Nga Báo. Đó. Đấy, ông thích làm gì thì ông nào. Laptop anh xếu anh Giàng Áo Báo đánh thì mang cái tính chất gọi là hoang dã thôi, nhưng mà thực sự ấy, nên mà nói với trình thì rất là kém, được xếp hạng D, kèo hạng D mà thua quá nhiều rồi, nhưng mà cái lối đánh nó cảm xúc, nó rất là cảm xúc, gây cho khán giả xem phải nói là cực kỳ là thích thú. Như tôi cực kỳ thích cái lối đánh của anh Giàng Áo Báo luôn. Hay quá nhờ. Chạy tao à. Hay quá nhờ. Phang luôn. Ôi trời ơi, đuôi rồi, đuôi mất rồi, đuôi mất rồi. À băng luôn. Việt hay đồ còn hạng E cơ. Đây rồi, chúng ta cùng xem cái màn dọn bàn của Việt Idol này. Chuẩn luôn, Kiều Đức Tiến. À Báo là cứ lên xe là phóng thôi. Cứ ăn thì tính tiếp, đi đâu thì đi.
Ô chết rồi. Bị bẹt bẹt rồi. Con đấy là định cu lê nhưng mà bị nhầm kỹ thuật. Để ra thành DB. Định cu lê cho nó. Điều ba lỗ tít dưới đấy. À, để thành DB bẹt lại luôn. Idol cần rất quyết đoán nhưng mà trượt rồi. Idol đánh kiểu Tây à? Không được. Ôi cái. Ôi rồi ôi một pha ý đồ chạy đạn rất hay của Giàng A Báo nhưng mà va chạm cái kê đầu 6 chết cái. Đây là hai đang giao lưu đây là hai idol này đều xếp hạng nghiệp dư. Nhưng mà hai cầu thủ rất đam mê bia. Rồi, ra 5 rồi. Ván này thì anh Việt Hải Dương chỉ đánh số 5 thôi, anh đánh số 5 là xong rồi. Trời, đây cũng là idol. Ý trời ơi, xong. 65 cho Việt Hải Dương. Và tiếp theo số 6. Trận đấu gần như là cân tài cân sức đấy, mỗi người lên một ván, rất căng thẳng. Đùa bảo Lam sao lại nói thế. À báo nhiều ai fan hâm mộ lắm đấy, tự dưng lại nói thế. Bao nhiêu anh em đang xem đây. Tôi đã bảo lên hai cầu thủ hạng nghiệp dư mà trình độ người ta có hạn nhưng người ta dám thi đấu, dám giao lưu, dám cọ sát như vậy đã là điều quá tuyệt vời rồi. Còn nó là cái niềm đam mê thi đấu, giao lưu nó quá tuyệt vời. Anh em mình xem phải cổ vũ, động viên cho các cầu thủ. Đây đều là những cơ thủ hạng nghiệp dư anh em nhé, chứ không phải là chuyên nghiệp. Hãy
Ok, chào Tô Ly Duân, chào tất cả anh em nhá. Chào Hải Phạm, chào tất cả anh em. Hay quá nhở. Tỷ số được nâng lên là 75 cho anh Việt Hải Dương. Ván tiếp theo, số 5. Kèo này phải nói là sâu nút luôn cho Giàng A Báo, đòi hỏi phải một sự cực kỳ bay bổng thì anh Minh thì vội là cái thương hiệu của Giàng A Báo thôi mà. Anh ở trên bản xuống, anh là người ở dân tộc ở trên Cao Bằng xuống. Anh đánh như một chiếc công lông không có phanh luôn. Cứ lên xe là anh phóng Nguyễn Đức Khải chuẩn luôn, đây là đang live stream trực tiếp ấy. Rồi, ta là Giàng A Báo đây. Ui, đi đâu? Ui rồi, ôi tụt quần mất rồi. Chô, anh chô như cái xe ô tô luôn. Khó như thế mà anh chém chết. Ui. Ui rồi ôi cạn lời thanh niên luôn, của anh chính xác thì nhất bản luôn. Hay thật. Ui. Mẹ, đúng chính xác nhất bản luôn. Tỷ số được rút ngắn xuống 6-7. Và tiếp theo số 6. Đánh hay thật. Nó đánh cực kỳ là hoang dại luôn. Trận đấu hấp dẫn như thế này mà hơi ít người xem nhở. Anh em bổ tôi quả xẻ cho rực rỡ đấy. Ôi thôi. Con hai mục tiêu ra mất đường rồi. Trận đấu gần như là cân tài cân sức đấy. Ô, vẫn đường riêng anh em ạ. Tôi cứ tưởng hết đường mà vẫn đường riêng. Ra khó rồi.
trời, cân gãy hàng luôn. Cứ con đường là dã đấy. Xem idol là các báo đánh phấn khích thật. Ui giời. Giang các báo đánh kinh hồn bạt vía luôn. Công cũng là công hết hết tầm luôn. Ờ thôi, sát băng lại vứt đi rồi. Nhưng còn quyết định thì lại xịt tỷ số 8-6 cho idol Việt Hải Dương. Quá đáng tiếc cho anh Dành Nga Báo. Anh công vũ bão luôn mà lại thành trượt rồi. 8-6. Bán tiếp theo số 5. Quá đáng tiếc cho idol Giả Nga Báo. Anh đánh rất hay và anh tặng ngay cho đối thủ một ván. Đã lên xe là phóng, không bao giờ phải sợ. Anh em thấy hay thì cho một tràng bão like và mỗi ông bổ tôi quả xẻ đi. Nồng lắm mới xem một cái trận đấu cất đầy cảm xúc như này. Mỗi ông bổ tôi quả xẻ cho rực rỡ này. Đông anh em xem cho nó sướng. Rồi, cho anh Nhân Thành Đạt bổ quả xẻ đấy. Mỗi ông bổ tôi 10 nhóm nhá. Tất cả các hội nhóm thì anh em bổ hết vào. Phá hợp lệ. Bắt lơ bổ quả xẻ đấy. Anh em bổ quả xẻ đấy. Báo đánh gọi công hiến nhất Việt Nam. Anh mò. Ok anh. Linh toàn. Mỗi người phong cách mà. Ai chà, Việt Đại Dương cũng đánh một con bi đầy quyết đoán đấy chứ. Chào, ok, chào Chiến Xuân Răng nhá. Ok, Tùng Phạm, anh em bổ quả xẻ đi. Wow, chén anh mua bao tiền? Chục củ à? À, thế à? Còn như anh mua ơi, Ma Vương Cao Hằng bỏ qua làm được. Anh chục củ không? Đi lộp hết chỗ khác. Hay quá nhờ. Idol Dành Nga Báo bắt đầu oánh rất mềm mại. Chứ còn gì nữa, Minh Sơn, anh à, Giàng Nga Báo là đến từ dân tộc Lùng ở trên biên giới Cao Bằng với Trung Quốc ấy. Anh đánh đúng phong cách của bản anh luôn. Cả nhà cho anh báo một tràng bão bão like đi. 7-8. Ván tiếp theo số 6. Trận đấu ngang tài ngang sức giữa hai siêu cơ thủ phủi. Vâng anh mò, nhưng mà Vương đã ngồi cạnh nhau này. anh mò là tốt độ không à. Nguyễn Đình Thức thì phải lên đây chứ, ghép kèo phải lên câu lạc bộ này cho phải xem thì mới nói chuyện được. Giờ cứ ở nhà thì nó hơi khó nói chuyện. Chưa biết trình độ đến đâu rồi, cơ như thế nào. Thứ nhất là phải lên B52 này gặp gỡ. Thử cơ. Ra kèo. Rồi, như vậy là một pha phá không chết bi nào của anh Dành Nga Báo.
Như vậy anh Việt Hải Dương báo an toàn. Chào Dương Châu, chào tất cả anh em. Ô ô ô, chạy đạn nhưng hình như vẫn bị tỏi tỏi mông anh em ạ. Đuôi rồi. Khương Duy vậy cơ à? Như vậy chứng tỏ là cũng trình độ cũng cũng hay rồi đấy. Hay quá nhở, pha bằng thủ lại đẳng cấp luôn của anh Việt Hải Dương. Dương Châu anh mở rồi đấy còn gì nữa, đang dậy đi. Người trực tiếp dậy sẽ là anh Tâm Thường Tín. Anh em nào cần học BA căn bản thì liên hệ với cả công ty của tôi nhá. Công ty của tôi sắp tới triển khai rất nhiều các chương trình. Anh Việt Hải Dương thực hiện cú nhảy sút tê. Thoai Hoàng có mà, đào tạo căn bản mà. Chuẩn luôn, Trần Đình Ngun đang á báo thì nối đánh cảm xúc nhất Việt Nam. Penalty. Penalty. Ai da, idol định làm gì đấy? Cái gì đấy? Idol thực hiện một pha cộng đầy cảm xúc luôn đấy. 7-8 trận đấu rất là căng thẳng. Rất giằng co luôn. Sút tê kìa. Lại ra khó.
Đạt Hòa bạn inbox hoặc alo số hotline của mình nhé. Đạt Hòa số hotline hoặc Zalo của mình 0844047777. Số hotline đang chạy bên thanh thông tin đang chạy bên dưới màn hình. Rồi, hai cầu thủ vẫn đang đánh cờ tướng qua lại. Ok. Cứ ăn đã rồi tính tiếp. Đan Thương, bạn inbox hoặc là gọi số hotline của mình nhé. Inbox ở trang page hộp cơ Vinat này cho mình. Hay thật, đúng rằng à bảo chính xác, cái đừng hỏi. Hai bóng nữa, tốc độ bàn thờ luôn kìa, đàng hoàng như người lớn. Hay quá mình ơi. Đúng kiểu một pha dọn bàn quá đẳng cấp của anh Giàng A Báo. Anh san bằng tỷ số 7 đều. À sorry sorry, 8 đều. Và tiếp theo số 5. Quá đàng hoàng luôn, dàn nào luôn. Hay thật. Ý chuẩn luôn, Lê Quốc Long. Pha dọn bàn đây, cảm xúc của anh Giàng A Báo cứ lên xe đánh phóng này. Và này số 5 nhá. Ô ra hình gì đấy? Ô hợp lệ, liệu có một pha ra nào dành cho anh Giàng A Báo không? Minh Tuấn, chuẩn rồi, Vương Cao Bằng ngồi bên cạnh tôi. Kìa, hãm được điều 3 kìa. Hay thật. Mình sớm, chuẩn luôn. À, báo có lên xe là phóng mà. Sao phải nghĩ? Ai da. Chạy đạn như người lớn luôn kìa. Hay tập. Quá hàng hoàng dại luôn đấy. Ui rồi rồi, dùng ngay ở phút. Còn đấy khó phết đấy, quá khó, anh chém ngược luôn mà lắc lồ rồi. Minh Tuấn. Hồ Sĩ Hòa, đây là trận giao lưu mà bạn ơi. Thua giả tiền bàn.
Pha còng chết đi 4 luôn. Rất may cho anh Việt Hải Dương là không bị chết cái. Tung chọc. Anh yêu đánh hạng gì? Mà à báo dám chấp anh số 7. Đánh thùng bia, tí nữa về nhà có hải sản rồi. Đánh thùng bia. Chưa có... Anh chấp 10 chấp 3 đấy. Mà nó chưa dẫy được. À, mẹ mày gậy gậy mười mấy triệu đấy. Vô nhồng. Tuấn Nguyễn. Rồi. Ba bóng nữa. Laptop lương đội tuyển bây giờ lương hệ cao nhất thì không nói, nhưng mà lương tuyển quốc gia là 17 triệu. 17 triệu một tháng. Hay quá nhỉ, idol đánh vũ bão luôn. Sát băng vào, đánh cho tập trung. Hai phát nhấp rồi, ba phát nhấp. Ba phát nhấp rồi. Bốn. Ui giời. Anh sêu như sêu cua vẫn chết. 98. Ván tiếp theo số 5, à sorry, ván tiếp theo số 6. Tốc độ vũ bão luôn, 98 cho idol Giàng A Báo. Lê Tất Thành, tôi bây giờ thì chỉ ngồi bốc phét thôi. Nguyễn Đức Vượng nói bé thôi. Minh Anh với lối đánh của Giàng A Báo thì chỉ đánh nghiệp dư thôi. Vào tuyển thì nhiều yếu tố lắm, đánh phải chắc chắn về chỉn chu. Ôi cái đâu, ui rồi ôi, một pha phá thủ của anh Giàng A Báo không chết bi nào. Mười lăm, tỷ số đang là 98 nghiêng về anh Giàng A Báo. Tùng chọc nhiều giải lắm anh ơi, mà sao với giải vô địch quốc gia rồi em hơi bận. Đợt này bận nhiều việc quá. Rồi, một pha chạy đạn của anh Giàng A Báo. Hay quá nhờ. Pha cần rất chính xác, hãm lực điều hai luôn của anh Việt Hải Dương. Nguyên má chém hai. Hai lấy quyển báo ra đọc, lấy quyển báo ra mà đọc.
Ồ, vọt xà quá khó rồi. Vị trí này quá khó anh em ạ. Bùi Hiếu. Thế luôn là thôi đang bị mất giọng và cố nói lắm ấy. Rất mệt. Mất giọng, ho ốm. Hoáng xé ven. Đánh gà VKL. Đây là trình nghiệp dư mà bạn ơi. Rất khó, con bi rất khó của anh Việt Hải Dương. Rất dễ chết cái. Bùi Hiếu A Báo là cơ thủ hạng D rất kém của hạng nghiệp dư, còn anh Xếu đồ đỏ là hạng chuyên nghiệp rồi thì đỡ sao được anh Xếu đồ đỏ bạn. Trượt 4 rồi. Mày xem kiểm tra lại cái gậy trong vừa vào việc gì không đấy. Gậy đấy là để ra nhiều tiền đấy, không phải đơn giản đâu. Nhiều trận đấy, sau này là nhiều trận đấy. Mũi tên gãy có nha bạn nhá. Bạn là alo inbox cho mình. Inbox trực tiếp vào trang page này cho mình. Mình sẽ trả lời sau, bây giờ để sắp lịch còn mình đang like chị. Để mất hết giọng. Nói là ho. Điều như một cánh diều luôn, tầm Linh Tuyền Quang chắc chỉ điều thế này thôi. Lối đánh hoang dại luôn của anh rảnh A Báo. Cứ ăn đã, tính tiếp. Quan trọng là phải ăn. Ok, à Hoàng. Điều đường sang thật đấy. Một băng luôn. Nhưng mà hơi tụt quần một tí rồi. Nếu anh định làm gì? Chém luôn cái đi đâu. Xèo cua luôn kìa. Ui xồi ôi. Cứ ăn đã rồi tính tiếp. Cứ ăn đã. Con đường là phang kìa. Dợp luôn kìa. Cứ đánh đã, ăn đã. Mười tám và tiếp theo số 5. Nguyễn Đức Dũng là chấp anh Việt ván luân phiên ván số 5, ván số 6. Như ván này là ván số 5 thì anh Việt chỉ cần đánh đến số 5 là thắng rồi, không cần phải đánh đến hết bàn. Cơ thủ pool số 1 Việt Nam hiện nay là rồi. Ra hình gì đây? Con hai như khó rồi anh em ạ. Nếu em không về bây giờ chơi gì nữa, rượu bia suốt ngày, tay cầm gậy còn hơn cả vác cái xà beng như giờ tay cầm gậy như cầm cái đòn gánh gậy rơm ở quê thì đánh cái gì. Alo. Alo.
Còn 2 bi nữa thôi. Hà xếp bao nhiêu ván rồi? À xem ván. Xe cộng 9 á. Ừ. Thế thì làm sao tiến bộ được. Một pha đánh thể hiện sự cực kỳ già dơ của anh Việt Hải Dương. Một pha thủ bì đùi hữ hữ luôn. Sút tê hợp lệ. Ô nhưng mà tòi mông rồi. Ván này là ván số 5. Ốm thật rồi anh em ạ, rát cổ họng hò toi rồi. Không được, tùng min đánh là phải đánh trực tiếp số, còn nếu mà ghép thì phải buộc phải ghép 9 mới được thắng. Chết đó, tầm này ốm thì vỡ mồm. Cái gì? Của ai? Huân Phạm được cái gì đâu. Nói mang tiếng nhá. Vinh giải xong hôm sau về luôn mà. Nhưng mà tôi về luôn 2 ngày đều tiếp tiếp khách. 2 ngày đều tiếp khách hơi sâu. Tôi về đến Hà Nội lúc chiều hôm thứ hai. Thì tối hôm đấy lại phải đi tiếp khách luôn. 11-8 cho Dành Nga Báo. Ván tiếp theo số 6. Về Hà Nội chiều hôm thứ hai. Tối đi tiếp khách luôn. Trong hôm sau lại tiếp khách tiếp. Mà uống nhiều quá. Không đỡ được. Phương xe vượt. Việt Nam mình vừa ấy mới bỏ cách ly được xong. Ông lại mong tôi nhiễm Covid. Thì ông mong Việt Nam mình toang à? Đùa ông Phương xe vần này. Tôi ạ ông luôn ấy. Cách ly nữa là bây giờ là vỡ mồm con chó ấy. Không phải đơn giản đâu. Ong nước đáy đồng nào đã được về cửa lò tí nào đâu. Anh Đức. Thì cứ có nói thế cho nó sang anh Đức ơi, nói thế cho sang mồm. Anh đây. Ok. Nhưng mà bây giờ kịp từ từ để cho anh gọi ship đã. Ra bến xe bây giờ hơi tắc đường, gọi ship hơi khó. Ok em.
Phương xe ven, loại như mày chết, mấy cân hoa quả một bó hương là xong. Hạ Phương xe ven này không biết quê đâu, không biết là có hận thù gì với mình không mà cay cú mình thế nhỉ. Tôi chết thì không cần gì ông ạ, tôi không cần hoa hay là hoa quả hay là hương của ông đâu. Không biết ông quê đâu. À chưa, quên mất chưa xong. Dành ra báo dẫn. Ô, trượt rồi. Máy cho anh dành ra báo là lăm ra khó. Mà ván này là ván số 6 cơ. Ván này phải ăn lên số 6. Dẫn 11-8. Đủ lực không? Nếu mà lăn xuống băng là xong phim. Ôi, hơi nhẹ rồi. Hơi nhẹ. Vẫn còn má để chém cho anh giành áo báo. Hay thế nhỉ, mẹ giành áo báo chính xác đừng hỏi. Ôi, giành áo báo ơi, lại trượt rồi. Mà nó cũng khó. Ôi, con này nếu mà sáu nó côn băng thì gọi là còn dễ đánh, còn nếu mà nó hở băng thì cực khó. Cái ở xa mà, cái cũng côn băng mà. Lạng Sơn có nhiều cao thủ bia lắm, cao thủ nhất bây giờ là anh Trung Lạng Sơn, cũng là đội tuyển bia, thành phần của đội tuyển bia snooker Hà Nội. Còn có anh Dũng Lạng Sơn cũng đánh hay. Vịt vịt quay Lạng Sơn cũng rất ngon. Quá chính xác. Như vậy Idol Việt Hải Dương rút ngắn xuống 9 11. Ván tiếp theo số 5. Chín mười năm và tiếp theo số 5. À, 9-11 quên. Ván tiếp theo là số 5. Đau lưng quá. Ôi chết rồi. Biết ngay cái thằng Hiếu nhẫn lòng. Vô ý thức. Ông ra Hiếu nhãn đồng ông đá bay cả ổ điện đi, sorry anh em nhá, nó mất hình ảnh tí. Rồi. Căng lắm, kèo này nói nhìn thấy cực căng. Mọi sai lầm đều phải trả giá. Trả giá bằng rất nhiều ngô và khoai đấy. Hay thế nhở, rất kinh nghiệm già giờ luôn, bắt đùi luôn.
Cái gì ấy? Còng chạm luôn à? Tôi lại không để ý. Anh đây. Xuôi nó có màu đen. Thích màu đen hay thích màu trắng xanh? Cái gì bung ở đâu? Thế à? Ồ. Ê, bung người ta biết đâu. Thôi để giả người ta. Ê. Tập về, chìa khóa ngoài. À, của Nhãn Đồng à? Đấy, đấy, đấy. Nếu mà của nó thì anh không giấu, anh xin nó cái bấm tay thôi. Không giả nó. Này, cất đi. Ấy thế nhờ. Ok. Ok. Ok ok. Ôi giời. À vào. Sổ số chết. Đúng là trai bóng tròn một con bóng kìa. À kìa, chạy lung ta lung tung ở trên 9. Thế thì tôi cạn lời A Báo rồi. Mười hai chín ván tiếp theo số 6. À vào đúng phong cách của bản luôn, của núi rừng gọi là Tây Bắc luôn đấy. À đâu nhỉ, Cao Bằng là Đông Bắc cái Tây Bắc nhỉ, Tây Bắc như vậy, núi rừng Tây Bắc luôn đấy. Giàng ơi, giàng phù hộ, người ta gọi là giàng phù hộ đấy, đúng không? Mười hai chín cho anh Giàng. Giàng ơi, Giàng ơi phù hộ. Chào vắng em mùa đông nhá, chào tất cả anh em. Ok, Cao Bằng ở Đông Bắc. Đấy, anh Vương Cao Bằng ngồi cạnh tôi. Tôi từ bà, tôi ở bản từ bé ra, học hành gì đâu biết Đông Bắc cái Tây Bắc. Hay quá nhờ, idol bắt đùi luôn. Đây này, anh Vương quê ở Cao Bằng ngồi cạnh tôi còn không biết là quê mình là Đông Bắc hay Tây Bắc này. Rồi, chào Nguyễn Tội nhá. Hay quá, dành cả báo. Thank you.
Vắng em mùa đông, chưa có giải gì. Ok, Thủy Ta cũng như tất cả anh em. Tôi thì tôi quê gốc ở Thái Bình. Bây giờ vẫn là quê Thái Bình. Còn là Thái Bình là đất ăn chơi mà. Tôi cũng vẫn đang đi lang thang khắp nơi để kiếm miếng cơm bát cháo. Ai chứ, lại còng idol còng hay quá nhở, còng hợp lệ. Ô chả mất gì, vốn vẫn ra kho. Vắng em mùa đông mình cũng không biết. Tuấn Giang thế thì tôi chịu rồi, nói chứ tôi xa quê phải mười mấy năm rồi. Thế nhà ở quê cũng 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 không, bây giờ về chả giờ về bây giờ về là gần như là không không ai nhận ra nữa rồi. Không, Trung Phạm xuống rồi, tôi làm giải ở nhà anh Ngọc, nhà anh Ngọc Sẹo làm giải rất là to và rất là hoành tráng ở nhà anh Ngọc Sẹo rồi, làm giải 2 ngày liền, hay quá nhở. Bác này số 6, con này ăn 5 phải điều 6. Nguyễn Đức Minh, anh ở Đông Hưng. Đông Hưng. Hay quá nhở. Ô, con 9 ra khó rồi anh em ạ. Ăn rùa hay là cộng 9 đấy? Quá đàng hoàng luôn. Cần quyết đoán của anh Việt Hải Dương. Anh rút ngắn tỷ số xuống 10 12. Ván tiếp theo số 5. Bắt đầu căng rồi, trận đấu bây giờ bắt đầu mới căng đấy. Bây giờ mới áp lực ấy. Anh cân nhà này ngày xưa không biết anh buôn cái gì, cân chuẩn phết. Hờ vắng em mùa đông đang ho này này, mất giọng này này, khổ thế. Mất hết giọng, hò. Nguyễn Văn Đô, lên Hà Nội cho em, hôm nào qua nhà anh làm mấy con mực uống bia nhá. Ui rồi ôi, phá kìa. Ui rồi, số 5 là anh còn chỉ việc ăn 1, 4, 5 nữa là xong rồi. Một cửa lỗ rồi. Phá như phá luôn, sợ thật. Rồi, rất đàng hoàng, mở má đâu ra đây. Chuẩn rồi, Quang Thanh chấp một ván 5, một ván 6. Rất căng. Như ván này là anh Việt chỉ việc đánh số 5 thôi. Ăn 4 điều ra 5 đẹp phát là xong luôn. Rồi, đẹp lắm rồi, như trong tranh rồi. Ui giời. Anh đóng đúng như đóng gạch luôn. 11 12 bám đuổi sát đít rồi.
Trận đấu cực kỳ căng thẳng giữa hai idol luôn. Và tiếp theo số 6. Căng đét luôn, trận đấu căng đét luôn. Mười một mười hai càng đét luôn ông ạ. Càng luôn. Ui dụng đâu rồi, bảo vệ hoàng tước. À đây rồi, 1 2 3 4 6. À như vậy là 1 2 3 1 2 4 5 6. Con này phải ăn đến 6. 1 2 4 5 6. 5 bi. Còn đâu, thế bi này cũng hơi rích rắc. Điều 4 ra 5 là một vấn đề. Mạnh Ninh, anh Việt dùng gậy mít thanh gậy do tôi cung cấp luôn. Quá chính xác. Chuẩn rồi, Đắc Hải. Cái kèo chấp mà tôi nói là cực kỳ sâu luôn ấy. Rất sâu dành cho mấy nghịch cái gì vào đấy. Mày thì tin. Nhiều có 2 chấm dành cho anh Việt Hải Dương không? Ui giời, quá đàng hoàng luôn. 2 chấm cho anh Việt Hải Dương, 12 đều. 2 chấm. À 3 chấm. Bán tiếp theo số 5. Căng rồi, căng 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 rồi. Căng rồi. Con nào? Con này á, 2 triệu 8. Sợ thật đấy, cửa dưới đi mấy chấm luôn. Quá dã man. 12 đều. Một hai. Đúng ván quan trọng thì lại thiếu bếp. Rất căng anh em ạ. Trận đấu phải nói là cực kỳ căng thẳng. Tỷ số đang là 12 đều. Không khác gì chung kết thế giới luôn đúng không ạ. Căng vù luôn. Tầm này trái bóng tròn. Không nói trước điều gì. 15. Hay quá nhở, rất bình tĩnh, đúng là cửa trên phải như thế, bắt đuôi luôn, đâu khác cái tùy từng thanh, tùy từng thanh. Lỗi rồi, chưa băng.
Giang Abad đây. 13, 12 và tiếp theo số 6. Đúng là bản tao toàn đánh thế thôi. Đây này, đúng không? Mười mấy. Anh là muốn lấy gậy tầm bao tiền? Thế thôi nhanh. Rẻ đấy, còn người phải ngon cơ. Anh ấy để vào đúng cái gậy cho em, không nó lẫn hết ngọn của em anh ơi. Anh lại cứ lấy anh tinh điểm gì? Thằng Hiếu kia mà thôi phải cất vào hộ anh cái. Anh lại vứt lại lung tung hết của em rồi. Thôi mày đừng có lôi cái đấy ra làm gì. Mày ấy, mày là cái thằng đầu têu mày lôi ra mày cứ nghịch vào đêm gì. Em đây anh trai ơi, em đang livestream sắp xong rồi ở bia mà ở ngay chỗ Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Trãi sẽ vào ngay gần nhà mình mà. Vâng, ok anh trai. Dạ, vâng ạ, vâng ạ. Đây không thể thoát được. Phát này á? Phát này số 6. Rất căng thẳng, 13 12. Ô, cái gì đấy? Ai chà. Con này số T á. Căng lắm, tầm này áp lực lắm. Tầm này Hiếu Nhẫn nông ở đây thì mới đánh được. Ván này số 6 bạn ơi. Quang Thanh, sau khi bi cái chạm vào vi mục tiêu phải có bi, phải có băng, nói đơn giản như thế là ông hiểu. Còn ông có A đến 18 băng không quan trọng. Sau khi bi cái chạm vào vi mục tiêu phải có băng. Có nghĩa là bi nào vào băng cũng được. Và tiếp vào một bi lung tung vào có băng cũng được. Úi dồi. À vào đánh một con bi đúng rồi. À sorry, anh Việt. Từ hoa mắt rồi. Tôi cứ tưởng à vào nhầm nhầm. Anh idol vánh. Vâng anh, à vào anh định làm gì đây? Anh à, sổ số. Anh à. Ôi ôi ôi. Một pha chạy đạn chiến thuật đến từ anh dành à vào đuôi luôn kìa. Hay thật. Đuôi luôn. Dình ở vào. À, vẫn đường riêng anh em ạ. Tôi nhìn nó kia mắt là nó cũng bị nhòe ông bạn này hả? Tôi nhìn máy tính nhiều. Đường riêng coi là bạn đùng bạn ngồi đây đúng bạn thợ bi áo khác, mình nhìn thì tưởng mất đường, bạn đùng bạn bảo đường riêng đúng đường riêng thật, phải nói là đúng là thợ là vẫn khác với cả thuyền. Thợ phải khác thuyền chứ đúng không bạn. Đây bao đầy đây, vào đây mà xem mày chọn đây. Đấy à, ba này số 6 mà. Sang đây xem.
Sang đây xem, sang đây xem. Chọn. Lê Mạnh thua trả tiền bàn nhá. Quá đàng hoàng luôn. Ra bảo cứ có đường là được rồi, cần nhéo thì viết đâu đi đâu. Đây là Đùng Hà Nội nhá. Giàng A Báo đang ngồi thở oxy rồi, cho hai chân lên gối rất là ok. Dạ. Không được. Hay quá nhở, một pha trong công có thủ luôn. Đuôi luôn. Alo. Anh đây. À đấy à. Ờ à, ok. Ok ok ok. Ok ok lúc là chuyện. Ơi. Ok ok ok. Ok ok. Hay quá nhở. Một pha chạy đạn sinh viên phải nói là cực kỳ kinh nghiệm của anh Dành A Báo. Hả? Băng tuổi ông? À, đồng gãy. Đồng gãy, đồng gãy. Đồng gãy. Triệu rưỡi. Đùa thanh niên. Đồng gãy không biết bao tiền. Rồi, cơ hội trao lại cho idol Dành A Báo. Mình xin. Tôi bán được cái bao bạn ạ. Bao Fuji triệu rưỡi. Ừ. Ui dồi bạn ơi, tôi rồi bán hàng bình dân thôi. Hay quá nhở. Rất chính xác. 15, đang căng à. 14, 12, 13, 12. Hay quá nhở. 14, 12 cho Dành A Báo. Và tiếp theo, số 5. Đóng gì, tôi còn trùng áo dài đàng hoàng. Đâu. Bà này hơn 50 nhá, Lê Mạnh nhá. Cơ hội cho Dành A Báo cắt tiết. Ok, ok. Như vậy là đã hợp lệ. A Quảng đi đâu nhỉ? Ai số số. Ui rồi, tí nữa thì về Cao Bằng luôn.
rất bình tĩnh. Bóng đá. Thôi chết rồi. Định lòn khe ra nhưng không thành công. Quen quen gậy vô tầm thường thôi. Cứ ăn đã rồi tính tiếp. Quan trọng là phải ăn đấy. Lại chạy đà. Ấy chà. Mười ba, mười bốn. Hay thế nhở. Bàn tiếp theo số 6. Ui dồi ôi, tí nữa thì quẳng cái nhá. 13, 14, căng như dây đàn. Căng thật. Nhà cất gậy đi. Cất gậy cất đồ đi. Sời ơi kìa. Cẳng nhờ. Cong lê. Chấp là anh Giàng Áo Báo chấp nhá. Kìa. Quá chính xác. Rất đàng hoàng.
Cong lê đây là giao lưu giữa hai cá nhân mà bạn. Ôi chết rồi. Bắt đầu liều huyên thuyên rồi. Rất áp lực. Sao anh không? Ha. Sao anh không? Quá đàng hoàng luôn kìa. À chết luôn. 14 đều, chung kết. À không nói trước điều gì. Hay thật. A bằng quả phải nói là ván chung kết số 5. Cơ hội lớn cho anh Việt Hải Dương cắt tiết trận đấu. Trận này hơn cả chung kết thế giới luôn. Chung kết. Hay thật. Hình gì đây? Ô. Anh đây. Đây đang gọi xe ôm, chờ tí đang còn nốt ván chung kết này. Mười bốn đều cẳng thật không ai được là được luôn không cũng có luật ra phải cách hai cũng có luật ra cách hai nhưng mà đây có bạn luật lại nói luật luật là do mình ra đây thằng nó vẫn cứ đánh thế ông nói luật hai thằng thỏa thuận cơ mà. Bán chung kết hay thế nhở còn không có đâu không biết còn đường không áp lực nhở chung kết bán cũng là trận đấu sinh tử luôn. Ôi gót hồng chết chín luôn. Sổ số kiến thiết là Việt báo. Năm đi đâu? Bảy bi. Tề càng hơn dây đàn anh em ạ.
Hay quá nhỉ. Quá đàng hoàng. Tất cả khán phòng đã trật tự, không ai nói gì cả. Tất cả câu lạc bộ khoảng 100 người bây giờ đã tất cả đã im lặng rồi. Hai bi nữa. Qua bản linh. Hay quá ơi. Được. Bản linh. Mẹ à mày. Cắt tiết còn mẹ à mày, phải nói là bản linh. Đẳng cấp. Cả câu lạc bộ đã phải vỗ tay chúc mừng cho thằng A Báo rồi, đẳng cấp hay tật A à, Báo. Nhưng mà con đây đánh mẹ cũng phọt trà. Hay thật. Đẳng cấp. Cả nhà cho A Báo một tràng bão tim, bão lai rực rỡ đây.